một chiếc váy thật là đẹp. Tớ muốn mua nó. Ôi, nhưng mà tớ không có một đồng nào. Lily, một người như cậu không cần những bộ váy đắt tiền như vậy đâu. Nhưng tớ thì có rất là nhiều tiền và tớ sẽ tiêu nó để mua chiếc váy này. Và nó đây rồi. Mời bạn. Cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn vui vẻ nhé. Xin lỗi cô. Ôi. Oh wow. Cái này cho tớ sao? Cả một đống tiền. Đừng nhanh như vậy. Đi theo tớ. Oh no, tớ sẽ trở nên giàu có. Ê, bạn ấy đang nói gì vậy? Tớ phải tìm hiểu thôi. Dừng lại. Trước khi đi tiếp, bà phải đeo mặt nạ vào. Thôi được rồi, ok. Đi thôi. Ôi, bây giờ không nhìn thấy gì cả. Mila, hãy cẩn thận. Ôi, tường. Ôi, chúng ta đang ở đâu vậy? Nhìn kìa, thời gian bắt đầu rồi. Và điều đó có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là tớ sẽ thắng các bạn trong mọi cuộc thi. Cả thể lũ cuộc. Tất cả những gì cần làm là bước qua khung gỗ. Ôi, có vẻ như không dễ dàng như vậy đâu. Thôi được rồi, tớ chắc chắn có thể làm được. Tớ sẽ làm một bước thật là lớn. Ui. Ui, xấu hổ quá. Ôi, thật là đáng yêu. Đầy màu sắc luôn. Chúng ta cần nhanh khỏi đây thôi. Mano, tớ đã làm được rồi. Ôi, Alex. Làm chúng tớ buồn cười quá. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ nhá. Cần phải đi rất chậm để giữ thăng bằng. Ôi. Ôi, ở đây không ổn định chút nào. Tớ ngã mất. Ôi, không, không. Ôi, may quá, tớ vẫn bắt bám được. Tớ sẽ về như thế này vậy. Ôi, thật là đáng sợ. Ôi, nhìn tôi đã thấy sợ rồi. Ôi, ngồi như này di chuyển dễ hơn này. Xin chúc mừng Vita. Ôi, làm nào để tớ vượt qua được khúc gỗ này nhỉ? À, phát minh, tớ cần gọt cái đôi rũa này đi. Bạn ấy đang làm gì vậy? Bây giờ thì cái này rất là nhọn và mỏng. Chắc chắn sẽ không thể ngã được đâu. Oh wow, Mia đang làm rất tốt. Còn lại bước cuối cùng. Yeah, tớ đã làm được rồi. À, tớ nghĩ ra rồi. Tớ cũng có thể làm được cái này. Nhưng mà nếu mà chọc cái này thì chắc chắn cũng có thể làm được giống như của Mila vậy. Bây giờ tớ sẵn sàng đi rồi. Ồ, cũng được này. Lily, cẩn thận, cẩn thận. Oh no. Yeah, tớ làm được rồi. Chúng ta đã thành công. Ôi. Ôi, chúng ta đang ở đâu đấy? Có vẻ như bài tiếp theo. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ không biết. Ồ, trời ạ, sắp thì đập vào mục tiêu. Ác mộng kêu. À, bình tĩnh các bạn, tớ có giải quyết những bóng này. Hay xem phải né như nào. Đấy. What? Vita, cậu có thể cẩn thận hơn không? Tớ không nhìn thấy gì cả. Trời ạ, kính tớ đâu rồi? À, tớ biết rồi, tớ có thể nhảy. Như này chắc chắn tớ sẽ không bị đập vào. Ôi, thế tớ phải làm gì bây giờ? Trời ạ, tớ đang tránh tất cả. Mọi người đang làm rất tốt đấy. Ôi, đừng nói nữa Alex. À, tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Alex, đến lại đây chỉ một chút thôi. Được rồi. Ôi, những chàng trai. Sang trái. Bên phải, làm tốt lắm. Ôi, kính của tớ đây rồi. Và cuối cùng thời gian đã hết rồi. Cái gì? Trời ạ, tớ bị bẩn sao? Ôi, trời ạ, tệ quá. Tớ bẩn hết rồi, trời ơi. Ôi, trời ơi, bây giờ tớ lại màu xanh rồi. Tớ sẽ không bao giờ làm sạch được. Ôi, nhìn này, Alex cũng đi rồi. Ác mộng thật đấy. Hình như là đây là vòng mới. Eo ơi, thật là kinh tởm. Nó đang di chuyển. Tất nhiên là những con run, nhưng để giành chiến thắng sẽ phải ăn hết cùng đến cuối cùng. Và tớ đã sẵn sàng. Nếu Lily làm được thì tớ cũng có thể làm được. Phải nhìn quyết đoán và thái độ nghiêm túc. Đây là công thức chiến thắng của tớ.
Điều chính là không được dừng lại. Và hãy tưởng tượng rằng đang ăn Nesquik chứ không phải là run. Thôi được rồi, tớ sẽ phải làm thôi. Ôi, thật là ghê tởm. Tớ ghét những con run này. Ôi, chúng thật là ghê tởm. Tớ không thể tin rằng tớ đang làm điều này. Ồ, Vita và Lily sắp xong rồi. Ôi, cần phải làm một cái gì đó. Tớ đã nghĩ tớ làm được gì rồi. Ôi, cái gì vậy? Ôi, cái gì mà cù đang đằng sau lưng tớ này? Ôi, nhảy đi, nhảy đi. Cậu sẽ sớm thấy rằng con run ở trong đã được thêm vào đĩa của cậu. Ôi, không thể nào. Trời ạ, tớ đã ăn hết rồi mà. Lily, bây giờ cậu sẽ ăn đòn đấy. Ôi, hết giờ rồi. Ôi, hết rồi. Cái gì? Trời ạ, của tớ nhiều hơn sao? Không, không, tớ sẽ không muốn đâu. Ôi không, tớ đã thua rồi. Trời ơi, cứu tớ với. Tớ muốn tiếp tục. Ôi, đó chưa phải tất cả sao? Ồ, có rẻ phải không rồi. Tớ biết tớ phải làm gì rồi. Đổ tay đôi. Tớ sẽ không thua đâu. Về bất cứ điều gì. Này, nhà lấy đi. Ôi. À. Ồ, trời ạ, à, mình đập nhanh quá. Yeah, bye bye, tớ thắng rồi. Ôi không. Đừng có như vậy. Hãy chuẩn bị đi. Cuộc chiến này đã đạt đến một cấp độ karate mới rồi. Tấn công đi. Dễ dàng thôi. Và người mạnh nhất sẽ thắng thôi nhá. Nhận lấy đi. À, Lily, nhắm mắt cũng không đánh được tớ đâu. Hãy chuẩn bị đi. Ôi, trời ạ, à, đó là Fatality rồi. Cứu với. Yeah, tớ thắng rồi, không thể tin được. Còn đây là giải thưởng của bạn. Giải thưởng của tớ sao, đưa nó đây. Bây giờ cuối cùng tớ có thể mua một chiếc váy đẹp rồi. Đây tiền đây, hãy đưa chiếc váy cho tớ nhá. Chờ một chút. Đây, nó rất hợp với bạn đấy. Cậu thật là hoàn hảo luôn. Tớ đã mơ về điều này cả đời luôn. Wow, chúng ta đang ở đâu đấy? Ôi không, trời ạ, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Mặc dù, đừng có hét nữa. Nhìn thì có cái gì đó thú vị ở đây này. Mari, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang muốn mở những chiếc hộp này chứ còn làm gì nữa. Trời ạ, tớ không biết có gì bên trong. Ê, nhìn kìa, có một cái gì đó khác. Ôi, chắc là trong cái hộp này có chìa khóa đấy. Không, tớ không chui vào đấy đâu. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, tớ sẽ phải lấy. Thôi được rồi, tớ phải lấy thôi. Ôi, có gì đó ướt ở trong đó. Chắc là nước thôi, cậu có thể làm được. Thôi được rồi. Ôi trời ạ, đây không phải chìa khóa. Đây là con cá. Ôi, nó đẹp làm sao. Cần phải cho nó lại vào trong sớm. Nào, đây là chìa khóa. Ôi, nó đây rồi. Mari, cậu đang đứng gì vậy? Ra đến đây nào. Bây giờ chúng ta lấy được chìa khóa rồi, phải mở khóa chứ còn làm gì. Chúng ta cùng xem nhé. Cái gì? Trời ạ, bom. Bom sao? Ôi, sợ quá, phải làm gì bây giờ? Cần phải nghĩ. Tớ có một ý tưởng này. Mong là tớ đã lấy những thứ cần thiết. À, đây là những gì mình cần. Cậu biết cắt không? Cậu cắt đi. Thôi được rồi, để tớ thử nhá. Ôi, mong là nó sẽ không nổ. Tớ nghĩ là chắc là cái này vàng. Ôi, làm việc rồi. Ôi, mùi ghê quá. Trời ạ, à, không có hoạt động gì cả. Nhưng mà bây giờ tớ cũng sẽ cần cái này này. Ồ, cũng nghĩ ra hay đấy. Cho tớ với. Không. Ê, cậu biết gì không? Cậu có nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Cậu hãy đi lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, tớ dũng cảm. Tớ có thể làm được. Tớ tự hỏi đây là cái gì nhỉ? À, đó là gấu kẹo dẻo. Nhân tiện khá là ngon đấy.
Tớ cần phải tìm thấy chìa khóa thật là nhanh thôi. Đây, nó đây rồi. Ôi, trời ạ, tớ không cố tình làm rơi đâu. Đây, Mia, mở két sắt đi. Ok, nhưng mà cậu cứ tự mở đi. Kia kìa. À, ok. Ôi, trời ạ, cái gì vậy? Wow, bây giờ mặt tớ đầy kim tuyến rồi này. Tuyệt quá, có thể làm trang điểm rất là tuyệt vời. Ê, bây giờ không phải trang điểm đâu. Đến lúc cậu phải lấy chìa khóa rồi kia kìa. Thôi được rồi, ok. Tớ tự hỏi, có gì đang chạy thế này? Có lẽ khủng long. Hay là con cá sấu? Không, nó to quá. Hãy xem nó là cái gì nhá. Wow, tớ chưa bao giờ nhìn thấy con tắc cờ hoa thực sự ở đây. Nó thật là dễ thương. Có lẽ tớ sẽ để nó nghỉ yên. Tớ cần một cái chìa khóa. À, đây nó đây rồi. Đến lúc phải mở két xanh nhá. Ok, đến lúc rồi. Tớ tự hỏi, đây là cái gì đấy? Ôi, súng để tiền sao? Dùng như nào? Wow, có bao nhiêu là tiền này? Và tất cả là của tớ. Tớ cảm giác như mình là cô gái giàu nhất thế giới. Tuyệt quá. Marie, đưa tiền đây. Đưa trả lại đây. Và còn cậu thì lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, nếu mà tớ ngó thì sao? Ê, tớ nhìn thấy rồi nhá. Thôi được rồi, tớ sẽ phải tự làm thôi. Bên trong có một cái gì đó sờ rất là hay nhá. Ôi, sờ như kiểu xốp ý. Ừ, đúng rồi. Ôi, và chìa khóa đây rồi. Yeah. Đến lúc phải mở két xanh rồi nhá. Ôi, dây. Chắc là cần phải kéo nó. Ồ, trời ạ, cái dây này. Gọi một đống các cái hạt Orbi này kéo nó nữa đi. Hay quá. Trời ạ, tớ là nữ hoàng thực sự của tất cả những cái Orbi. Hay quá. Hình như có chìa khóa mới. Đến lúc phải lấy nó rồi. Tớ tự hỏi, đây là cái gì vậy? À, trời ạ, đây là Jun. Thôi được rồi, cần phải lấy chìa khóa càng sớm càng tốt thôi. Và không bao giờ sờ vào cái này. Ôi trời ơi, ghê quá, tớ nôn mất cứu. Ôi trời ạ, nó tự đi rồi. Bây giờ có thể mở cái két sắt màu hồng. Có gì ở đó vậy? Ôi trời ạ, bọt màu hồng sao? Ôi, tớ nghĩ rất là vui đó. Ừ, bởi vì tớ có thể làm như này. Ôi, vui thật đấy. Marie, bây giờ đến lượt cậu rồi đó. Ôi, sau cái run này mình thấy rất là kinh dị đấy. Heo ơi, trời ạ, có một cái gì đó kinh khủng. Ôi, nhưng mà cậu vẫn phải mở chìa khóa thôi. Nên là lấy đi. Thôi được rồi. Trời ạ, đây là cái gì vậy? À, đó là mắt. Ừ, đúng rồi, mắt. Mắt dẻo và rất là ngon. Ê, cậu sao vậy? Đó chỉ là kẹo thôi. Cậu tìm chìa khóa đi. À, nó đây rồi. Yeah. Sao? Đến lúc phải mở két sắt màu xanh rồi. Mia, tớ muốn cho cậu cơ hội này để nhấn nút. Ok, lấy rồi nhá. Ôi, trời ạ, thật là ghê tởm, nhóc nhát quá. Thật là tuyệt vời khi đã tớ đã mấn. Không thì tớ cũng sẽ nhận được cái đó. Thôi được rồi, tớ lấy cái chìa khóa tiếp theo đây. Cái gì thế này? Eo ơi, trời ạ, tóc. Ghê quá. Ê, tại sao lại ném vào người tớ? Ôi, tớ không cố ý mà. Và cái chìa khóa ngu ngốc ở đâu rồi? À, nó đây rồi. Đến lúc phải mở két sắt đen tối nhất. Ê, trời ạ, cậu phải mở nó chứ. Mở đi. Ồ, hóa ra ở nơi đen tối nhất lại có những thứ ngon nhất. Mời cậu ăn bánh đó. Cảm ơn cậu.
Ôi, ngon thật đấy. Ừ, ngon thật đấy. Ê, cậu có thể cho tớ thêm một cái mà. Ôi, xin lỗi nhá. Lần sau mong là có cái gì đó ngon. Để xem, chúng ta sẽ phải tìm nó thôi. Eo ơi, trời à, cái gì thế này? Hình như là trứng sống hay sao ấy. Ôi, chìa khóa đây rồi. Chúng ta sẽ xem ở két sắt nó sẽ có gì nhá. Cậu muốn mở không? Thôi được rồi, tớ đồng ý. Đùa thế thôi. Nào bỏ đi ra đi. Tớ sẽ mở nó, bởi vì tớ chắc chắn bên trong có cái gì đó ngon rồi. Ôi, trời ạ, đây là lông gà mà. Ôi trời ạ, buồn cười quá. Ôi, cậu giống như con gà con vậy. Chưa cái gì buồn cười hơn nhìn thấy. Thôi đừng có trêu rồi nữa. Cậu nên đi lấy chìa khóa cuối cùng đi. Ok, giờ sẽ đi lấy đây. Thôi được rồi, lần cuối cùng nhá. Trời ơi, đây là cái gì đây? Ha, trời ạ, đó là sâu. Ôi, tớ cần phải lấy chìa khóa. Ôi, tôi suýt tí ngất vì sợ. Hy vọng có thứ gì đó hay ho trong két sắt này. Khổ thân. Để xem nhá. Yeah, đây là chìa khóa tự do của chúng ta. Yeah, chúng ta vượt qua thử thách rồi. Thời gian để ra ngoài rồi. Yeah, tớ chúng ta đã làm được. Yeah. Chúng ta đang ở đâu đây? Tôi nghĩ đây là một thử thách mới. Thật là thú vị. Tớ có thể bắt đầu được không? Tớ chắc chắn có thứ gì đó ngon ở trong két sắt của tớ. Tớ không đoán được một chút, nhưng nó cũng rất là tuyệt. Ôi, cả một núi poppit. Trông lạ thật đấy, nhưng mà có mùi rất thơm. Wow, đó là thức ăn. Nương à, cậu mất trí rồi sao? Cậu không thể ăn cao su. Cậu không hiểu gì cả. Đó không phải là cao su mà là mứt cam. Nó ngon lắm. Tớ muốn ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Ôi, khó có thể vừa vào miệng, nhưng tớ có thể xử lý được. Wow, bạn may mắn thật đấy. Chúng tớ rất ghen tị với bạn. Chắc chắn rồi, tớ cũng muốn thử. Nó rất là ngon, nhưng tớ no mất rồi. Có lẽ cậu sẽ cho chúng tớ miếng cuối cùng được không? Ừ, đề nghị tự lấy và không hỏi bất kỳ điều gì nữa. Này, tớ có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ mà. Không cần phải chạm vào poppit của tớ đâu. Tớ thấy ổn và có thể tự làm được. Thôi được rồi, thế thì tớ sẽ mở két sắt của tớ vậy. Ê, cái gì nữa đây? Ôi, không thể tin được vào mắt mình. Có vẻ như nó đang di chuyển. Ôi không, đây là những con vuông sóng. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Tớ không muốn ở trong vị trí của cậu đâu, Julie. Tránh xa tớ ra. Có vẻ như con sâu của cậu đã đi thẳng đến Mila rồi. Cậu đang làm gì vậy, Julie? Trời ơi, bỏ nó ra. Bình tĩnh, chúng mình chỉ cần lấy máy hút bụi ra thôi. Ôi, Mila có một con sâu ngay dưới mũi kìa. Không vui chút nào đâu, Alex. Đủ rồi. Mila đừng lo lắng, tớ sẽ mang nó đi luôn. Tắt máy hút bụi đi, trời ơi, nó đang hút môi tớ. Ôi, vui thật đấy. Ôi, chuyện gì đã xảy ra với Mila vậy? Môi tớ như cái bánh bao sưng lên vậy. Tất cả là lỗi của cậu đây. Đổ lỗi cho Alex đi. Cậu ấy cười suốt và làm tớ mất tập trung. Đã đến lúc phải dạy bạn ấy rồi. Trời ơi, Julie, cậu làm gì vậy? Miệng tớ đầy run. Nhưng bây giờ thì chúng ta có thể cười. Nhân tiện, cậu hoàn toàn quên mất két sắt của mình rồi kìa. Ở trong này có một lọ kỳ lạ nào đấy. Tôi không biết nó là gì. Có lẽ đáng để thử. Sao rồi? Dường như có điều gì đó đang xảy ra với tớ, nhưng tớ không biết là gì. Mila, nhìn kìa. Alex đã trở nên rất nhỏ bé. Chính xác. Nó phù hợp với cậu đấy. Anh ấy trông rất là dễ thương. Alex giữ chặt vào. Tớ sẽ đưa cậu lên bàn. Cảm ơn Mila. Nhưng cậu có thể cẩn thận hơn một chút được không? Ôi, trông tớ rất thích cậu Alex. Luôn luôn như vậy nhá. Tớ cũng đang không phiền. Oh wow, poppit kìa. Cuối cùng tớ có thể thử nó. Và có thể nhảy lên nó nữa chứ. Hay thật đấy. Ôi, như này thậm chí còn tốt hơn một lò xo. Cô đang làm gì vậy Alex? Đang tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên cậu ấy thực sự rất là dễ thương. Tớ sẽ gửi nụ hôn gió này đến cậu. Xong rồi, không nhảy nữa đâu, mệt lắm rồi.
Ôi, có lẽ chúng ta có thể chơi một chút. Cái gì nữa? Tớ sẽ không làm những đồng ngốc vậy đâu. Ôi, không cần thiết phải cắn tớ. Cậu có thể nói không mà. Nhưng nó rất vui. À, vui chứ gì. Bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy niềm vui thực sự là gì nhá. Đây, đánh nhau đi. Cậu đang làm gì vậy Julie? Cậu ấy muốn tớ đánh bại con sâu. Ôi dễ. Tớ sẽ đặt nó xuống bằng một tay trái. Miễn là nó hoạt động thế này đúng không? Không, tớ vẫn còn cơ hội để thu hồi. Làm tốt lắm Alex. Cậu đang chiến thắng. Nhận nó đi, đồ con sâu ngu ngốc. Không còn nhiều nữa. Tớ sắp thắng rồi. Tớ sắp thắng rồi. Wow, cậu ấy khỏe thật đấy. Cậu làm chúng tớ ngạc nhiên lắm. Thôi, tớ đoán đến lúc quay lại rồi. Cậu lại trở lại như trước rồi. Ừ, tớ rất hài lòng về điều đó.